Từ thành phố Houston, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay vị khách mời của chúng tôi là luật sư Nguyễn Hoàng Duyên từ miền Bắc Cali. Chúng tôi xin hân hạnh kính chào luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên, kính chào quý khán giả. Dạ vâng, thưa luật sư, ngày hôm nay có lẽ mình cũng thảo luận, có tính đến hôm nay thì cũng còn là khoảng 45 ngày tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ và bầu cử các dân biểu cũng như thượng nghị sĩ. Dường như là cuộc bầu cử đó, thời gian nó cứ nó sừng sững đi tới, mà trong khi đó thì các ứng cử viên thì mỗi ngày đưa ra nhiều chiêu khác nhau. Thưa luật sư, có thể là nói là trong cái cuộc bầu cử này đó, thì người ta bàn tán tới ở một số của người Việt mình ở đông, ở tiểu bang Texas hoặc Cali, thì đề cập tới cái vấn đề mà bầu cử và hỗ trợ với nhau, nhưng mà cái lá phiếu của người Việt Nam của mình ở các tiểu bang này nó rất là ít, nó không đáng kể trong cái cuộc bầu cử này. Nó chỉ cần đáng kể nhất là các cái tiểu bang gọi là chiến địa, mà các cái tiểu bang gọi là swing state, là cái tiểu bang nửa nọt nửa mỡ, tức là họ độc lập đó. Thì trong đó có kể tới là Florida. Tiểu bang Florida đó, người ta nói ai mà thắng được Florida thì người đó sẽ là tổng thống. Thì bây giờ tiểu bang Florida chúng ta biết là có 29 cái phiếu cử tri đoàn, cho nên các ứng cử viên đang tranh giành ảnh hưởng cái lá phiếu ở tiểu bang này. Và trước đây thì người ta nói là ở Florida thì tổng thống Donald Trump có cái thế thượng phong. Tại sao họ nói là cái thế thượng phong? Thứ nhất là quân đội, có cái cơ sở quân đội đóng ở đây khá nhiều, cho nên cái lá phiếu này cũng quan trọng. Cái thứ hai là Florida là cái thành phố mà có tương đối mát, cho nên các vị mà retire lớn tuổi, trên 65 tuổi thì họ về đây họ ở, cho nên cái lá phiếu này đó cũng hỗ trợ đa số là những người mà giàu có thì Mỹ trắng, cho nên họ hỗ trợ cho Tổng thống Trump. Nhưng mà gần đây thì họ nói là đó ngược lại, bởi vì con Covid-19 đó làm cho các người lớn tuổi, trên 65 tuổi họ e ngại, họ cho rằng là cái chính sách mà chống Covid-19 của Tổng thống Trump không đạt được hiệu quả, do đó họ xoay ngược lại, tức là họ không tin tưởng. Và cái thứ hai là quân đội thì họ nói là các tướng lãnh bây giờ đó cũng ra những cái tuyên bố là ủng hộ ông Joe Biden mà không ủng hộ Tổng thống Trump. Và những người này thì ít nhiều gia đình của quân đội đó họ cũng có ảnh hưởng. Thì gần đây chúng ta thấy là vì cái tiểu bang Florida quan trọng, cho nên ông tỷ phú Michael Bloomberg, ông đã tuyên bố là ông sẽ bỏ ít nhất là 100 triệu để hỗ trợ các cái quảng cáo cho ông Joe Biden. Qua các cái sự kiện này thì luật sư nhận định như thế nào về vấn đề đang bầu cử và đặc biệt là vấn đề Florida, thưa luật sư? Nhất là về cái vấn đề bầu cử, để chắc chắn là nhiều người ở trong cái cộng đồng chúng ta, nhiều người trong cộng đồng Việt Nam đã hiểu rồi, nhưng mà cũng có nhiều người từ đó tới bây giờ chưa đi bầu, hoặc là cái cứ đi bầu nhưng mà không có hiểu rõ chi tiết đó. Thì mình lấy một chút xíu cái background để mà cho dễ cho hiểu tại làm sao một tiểu bang mà nó quan trọng như vậy. Chúng ta biết là cái bầu cử ở Mỹ chúng ta có 50 tiểu bang, thì cái cách bầu cử thì vẫn đếm cái số popular vote, nhưng mà nó có cái số mà cử tri đoàn đó. Thì để hiểu được cái ý nghĩa của số phiếu cử tri đoàn thì quý khán giả cứ tưởng tượng mình có 50 tiểu bang, mà thì mỗi một tiểu bang mình coi như là một tụ đi. Thì thí dụ như cái tụ ở Florida đó, chỉ cần thắng 100 phiếu, thắng 200 phiếu, thậm chí thắng 1 phiếu thôi nữa, ứng cử viên nào mà thắng được một chút xíu ở một cái tụ nào đó thì gom cả tất cả cái phiếu cử tri đoàn ở tiểu bang đó. Thành ra chẳng hạn như Hoàng Bách bên phía bên Texas hình như là 38, 39 phiếu gì đó, California chúng tôi là 55 phiếu, Florida là 29 phiếu, nhiều lắm. Cho nên Florida cái số phiếu nó ngang với New York đó. Cho nên ví dụ bây giờ mà một ứng cử viên nào mà thắng một lần nữa, thắng chỉ cần thắng ít, thắng 100 phiếu, 200 phiếu gì đó là cũng là gom cả cái tiểu bang rồi. Nhưng mà cái tình hình mà mình thăm dò đó thì những cái tiểu bang mà như là California hay là New York đó, thì cái số phiếu mà dành cho dân chủ nó xa đến mức độ mà các cái ứng cử viên đó họ không có muốn tuôn tiền vào mấy cái chỗ đó nữa, tại vì cái kết quả nó rõ ràng rồi. Hoặc là bên Texas đó, thì ngay bây giờ thì Texas vẫn còn là của Cộng Hòa,
Cho nên cái chuyện mà đảng Dân Chủ mà họ muốn tuôn tiền vào để mà họ tranh thủ cái Texas đó, nhiều khi tuôn tiền quá nhiều mà vẫn không thắng thì người ta không tuôn tiền vào vậy thôi. Cho nên hồi nãy khi mà Hoàng Bách nói là các tiểu bang chiến địa, thì thưa quý khán thính giả, những cái tiểu bang mà nó treo meo, nó chỉ có hơn nhau một hai phiếu, một hai điểm đó, thì là đó là nơi là người ta đổ tiền nhiều vào. Thì chúng ta có nhiều tiểu bang như vậy lắm, chẳng hạn như là New Mexico hay là Nebraska vân vân. Nhưng mà hôm nay thì qua cái trình bày của Hoàng Bách thì anh em chúng tôi tập trung vào cái tiểu bang Florida, là tại vì thứ nhất, năm 2016 đó, Tổng thống Donald Trump chỉ thắng được có hơn một chấm thôi, nghĩa là khoảng một chấm mấy thôi, hơn một điểm mấy thôi à. Đó là năm 2016. Và cái tiểu bang Florida đó là qua những cái lần bầu cử đó, cứ hai lần này thì tổng thống Cộng hòa, lần sau là tổng thống Dân chủ, mà nó cứ xuyên như vậy, cho nên người ta tập trung vào Florida rất là nhiều. Ngay bây giờ thì như Hoàng Bách mới vừa trình bày, những cái hai cái khối lượng phiếu ở Florida mà gọi là quan trọng đó là phiếu phiếu của người lớn tuổi là một, và thứ hai là phiếu của những cái người quân nhân. Thì mình nói trước là cái phiếu của người lớn tuổi, ngay bây giờ đó thì cái vì cái một một yếu tố mà Hoàng Bách mới vừa nói hồi nãy đó là coronavirus đó, là cái cách mà tổng thống Trump handle cái cơn đại dịch đó, nó xảy ra cái nó rõ ràng là nó thất bại, mà những người lớn tuổi thì bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cái chuyện đó. Cho nên hình như là cái số ủng hộ của những người da trắng và lớn tuổi đó, nó có sức mẻ từ bên phía Donald Trump đi qua bên ông Joe Biden rồi. Cái đó là cái thứ nhất. Nhưng mà cái yếu tố thứ hai, mà cái yếu tố mà quan trọng hơn cả đó, nếu mà quý khán thính giả và Hoàng Bách đọc những cái bài báo của ngày hôm nay nè, chẳng hạn như trên tờ Daily Beast đó, họ nói là bây giờ Dân chủ họ đang tấn công bên phía ông tổng thống Trump đó, nhiều nhất là cái vấn đề về Social Security, mà cái vấn đề đó không phải là Dân chủ hay Cộng hòa gì đó, đó là vấn đề của chính chúng ta mà. Tại vì khi mà ông tổng thống Trump đó, ông ký một cái sắc lệnh gần đây nhất là ông nói là mình phải defer, mình không có thu cái payroll tax đó. Thì thưa quý khán thính giả, cái tiền mà payroll tax mỗi một lần một người đi làm mà được thu đó, thì cái tiền đó, thí dụ mình mà đóng 100 đồng thì ông chủ của mình cũng đóng 100 đồng nữa, có nghĩa là 200 đồng. Thì 200 đồng vừa là người công nhân vừa là người chủ nhân mà gom lại á, thì sẽ đi vào trong cái quỹ Social Security, vào cái quỹ Medicare, rất là quan trọng. Thế mà tổng thống thứ nhất là tổng thống Trump nói là defer, có nghĩa là không có thu thuế cho tới đầu năm tới. Nhưng mà tổng thống lại nói đi nói lại nhiều lần là tổng thống mà đắc cử đó thì có thể là vĩnh viễn miễn luôn cái payroll tax. Mình nghe miễn cái payroll tax đó thì mình, cái người thường đó thì vui, nhưng mà cái người lớn tuổi như là Hoàng Bách mới vừa nói hồi nãy đó, họ lo. Là tại vì thứ nhất, mình còn trẻ, mình đi làm, mình đóng 100 đồng thì ông chủ cũng phải trả vô 100 đồng. Nếu mà miễn cái payroll tax đó thì là lợi cho công ty lớn. Là tại vì cái người đi làm mình đóng nhỏ thôi à, công ty lớn đó họ có 100 nhân viên, 100 ngàn nhân viên thì họ save bạc tỷ. Donald Trump muốn save cái bạc tỷ đó cho đại công ty, thành ra nói rằng là miễn cái payroll tax, và còn hăm he là nếu mà là trở thành tổng thống đó thì miễn vĩnh viễn cái payroll tax luôn. Thì đây là những cái bài học trong quá khứ nè. Chúng ta nên nhớ là tổng thống Ronald Reagan đó, là cũng đã có một lần trong cái lần mà tranh cử lần thứ hai đó, là ông cũng đã định là ông bỏ cái payroll tax, có nghĩa là dẹp cái Social Security. Nhưng mà may là ông sửa lại kịp, chứ nếu không là chắc ông cũng đã xong rồi. Mà một cái bằng chứng mà hay nữa đó là chúng ta biết là ông tổng thống Eisenhower, đây là một ông tổng thống Cộng hòa mà tôi nói tôi mê lắm, tôi thương ông.
Thì cái ông tổng thống Eisenhower lúc mà còn đương thời đó, ông viết một cái thư cho cái người anh là brother của ông, thì chắc là cái người này là người anh rồi, anh của ông rồi. Thì ông nói rằng là cái đảng nào mà định dẹp cái Social Security và cái Medicare đó, thì cái đảng đó sẽ không có tồn tại ở nước Mỹ này nữa. Cái câu đó nó bây giờ người ta xài rất là nhiều. Tại vì thưa quý khán thính giả, sở dĩ một cái đất nước Hoa Kỳ chúng ta sống ở đây mà chúng ta yên tâm, chúng ta ổn định đó, nhiều người trong chúng ta làm việc tới khoảng 60, 65 là chúng ta không làm việc nữa, chúng ta về hưu. Chúng ta về hưu mà chúng ta nhờ cái là khi mình về hưu mình có một tháng tiền của Social Security mà mình làm việc 40 năm mình đóng mà tới bây giờ nó trả ngược lại cho mình, thì mình có tiền mình vẫn sống là bình an. Thì cái đó là cái quan trọng. Bây giờ đã một vài lần đảng Cộng Hòa muốn dẹp cái Social Security, dẹp không được, và bây giờ họ cũng đổi hướng rồi, thì Donald Trump lại muốn dẹp Social Security. Mà dẹp Social Security có nghĩa là gì? Dẹp cái payroll tax để làm gì? Để làm lợi cho mấy đại công ty thôi. Những người già chúng ta sẽ nghĩa là không có còn được hưởng cái tiền đó nữa. Thì cái quỹ Social Security mà hăm dọa dẹp, cái đó là cái tử huyệt của Donald Trump. Cho nên bây giờ ở Florida đó, bên phía đảng Dân Chủ họ sẽ đánh mạnh cái chuyện là Donald Trump muốn dẹp Social Security. Mà bây giờ những cái người già ở bên Florida đó thì cũng đã ý thức được cái chuyện đó rồi. Cho nên chúng ta thấy trong cái thăm dò đó, cái shift của những cái người già đã hướng là họ muốn rời bỏ Donald Trump rồi. Cái đó là thứ nhất. Nên nhớ là Donald Trump chỉ thắng có 1% vào năm 2016 thôi. Còn cái điểm thứ hai nữa là cái military. Donald Trump đây không phải là lần đầu tiên mà miệt thị những cái người chiến đấu. Donald Trump chửi luôn cả cái cuộc chiến tranh Việt Nam và nói những người tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam là sucker, là losers. Cái đó không có chữa được nữa. Và thành ra, yes, cái hôm năm 2016 đó, cái tỷ số mà những người trong nhà binh, trong quân đội đó ủng hộ Donald Trump nhiều, chỉ vì Donald Trump cứ nói rằng là sẽ làm cho quân đội mạnh hơn này đó vân vân, thì người ta dồn phiếu. Nhưng mà những cái trong 3 năm rưỡi mà Donald Trump cầm quyền đó, nó cho thấy là Donald Trump không có làm cái gì cho quân đội hết trơn đó, mà chỉ có là gọi là lợi dụng quân đội để cho cái mục đích chính trị thôi. Bây giờ mọi sự nó đã rõ rồi. Tham gia quân đội có nghĩa là losers, có nghĩa là suckers. Cho nên đôi khi trong cộng đồng của chúng ta, cộng đồng Việt Nam, là mình tưởng là ông Donald Trump ổng chống cộng rồi, ổng thương những cái người quân đội. Người ta tin là người ta cứ tin, mình phải tôn trọng cái niềm tin của người ta. Tôi thì tôi chỉ dựa trên những cái hành động, những cái lời nói của Donald Trump, những cái việc mà Donald Trump trốn lính, và tôi kết luận là tất cả những lời của Donald Trump là lòa bịp. Tôi nói là lòa bịp, những người muốn tin cứ tiếp tục tin, trở lại đó Hoàng Bách. Dạ vâng, qua cái sự trình bày của luật sư thì nhân cái cơ hội này chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm đó. Không những là khi mà ông tới Paris vào năm 2018 đó, ông đi không đi tham cái nghĩa trang quân đội của Hoa Kỳ mà đã có trên 2.000 người đã hy sinh ở đó. Cái lý do ông đi là bữa đó trời mưa, cho nên khi mà ông không đi thì người ta thúc giục, thì ông mới dùng là những cái lời lẽ này để ông nói, ông biện hộ cho cái vấn đề không đi. Có người thì nói không, tổng thống phủ nhận. Bây giờ chúng tôi xin nhắc lại, vào năm 2017 khi ông John Kelly đó còn làm đồng lý văn phòng của tổng thống đó, có đi tới cái nghĩa trang nhân cái ngày chiến sĩ Trần Văn, thì ông có chỉ cái mộ của con ông, thì tổng thống Trump cũng lắc đầu. Và không những nếu mà một lần thì mình những người mà binh vực còn biện hộ ông được, lần nữa đó là khi ông thượng nghị sĩ John McCain đó ra ứng cử, ông này bị bắt mà có gì là anh hùng, thì rõ ràng là cũng là phê bình phê phán một cách rất là nặng. Không những vậy mà phê phán luôn tổng thống cha đó, khi trong đệ nhị thế chiến ông cũng là một cái chiến binh bị thương nữa, thì ông có gì đâu là phải hãnh diện. Thì qua cái cuộc chiến Việt Nam thì ông nói là cuộc chiến rất là tồi tệ, thì để chi không phải một lần để người ta kết luận là tổng thống Trump đã coi thường khi dễ hay là coi thường những người hy sinh trong cuộc chiến, các cuộc chiến của mà bảo vệ đất nước của Hoa Kỳ. Mà bây giờ nó có tổng hợp lại nhiều cái, mà không những vậy mà những cái người viết trên tờ Atlantic cũng như là ở Fox News đó, họ cũng xác nhận, họ nói là họ có nguồn nhưng mà họ không gấp thôi. Điều đó chứng tỏ là một số người gần đây nói mấy người cứ nói dối chính ông John Bolton, là ông nói là ông không nghe,
ông không nghe là chuyện của ông John Bolton, nhưng mà những người khác qua các cái nguồn tin mà chúng ta không có một nguồn mà ông phát biểu nhiều lần thì điều đó chứng tỏ là có sự thật. Bây giờ chúng ta đi tiếp theo sau Florida thì thưa luật sư, trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy có một hiện tượng lạ, đó là có một cái tạp chí khoa học gọi là nổi tiếng của nước Mỹ có lần đầu tiên trong 175 năm rồi, thì cái tờ đó là cái tờ tạp chí đó là Scientific American. Thì đây là từ trước tới giờ họ chưa có lần nào mà họ ủng hộ một cá nhân nào ra ứng cử tổng thống, bởi vì họ cái khoa học đó, thì không đem vào chính trị. Nhưng mà lần này họ là công khai ủng hộ ông Joe Biden. Khi ủng hộ họ nói như thế này, họ khi ủng hộ thì họ nói là bởi vì tổng thống Trump không tin vào các nhà chuyên gia chuyên môn về khoa học. Mà khi mà một người lãnh đạo mà không tin vào các cái chuyên gia về khoa học đó thì nó rất là nguy hiểm, không có cái tầm nhìn và cũng rất là nguy hiểm về điều này. Cho nên nhân cơ hội này muốn xin luật sư trình bày cái vấn đề này. Nhưng mà trước khi mình nói là ông Michael Bloomberg là cái người ra ứng cử tổng thống với ông Joe Biden, nhưng mà ông thất bại rồi, bây giờ thì ông bỏ ra ít nhất là 100 triệu để hỗ trợ. Tại sao cái số tiền lớn như vậy ông bỏ ra mà mới cái ngày hôm qua thì chúng ta thấy là ông CEO tổng giám đốc của công cà phê mà Starbucks ai cũng biết hết á, thì ông cũng tuyên bố ủng hộ ông Joe Biden. Tại sao tất cả những cái sự kiện này nó liền liền mà trước đây đó thì chúng tôi và luật sư Nguyễn Hoàng Viên có nhắc tới cái nhóm Lincoln Project, rồi cái nhóm của thượng nghị sĩ John McCain và cái staff của cựu tổng thống thứ 43, họ cũng đưa ra, họ kêu gọi để hỗ trợ ông Joe Biden. Đây là không phải là một người mà lại đây là những cái người gọi là những cán bộ hay là những cái đảng viên cao cấp, đặc biệt trong cái ngành tình báo nữa, họ cũng có gần cả trăm người trong ngành tình báo từ CIA cho tới FBI, họ cũng đứng ra để hỗ trợ cho ông Joe Biden. Mà đây là những cán bộ cao cấp của trong đảng Cộng hòa Bảo thủ. Thì xin luật sư có thể lý giải tất cả những cái sự kiện này, tại sao nó lại đi liên tục như vậy thưa luật sư? Cái điểm thứ nhất là đây là cái common sense thưa quý khán thính giả và thưa Hoàng Bách. Những cái người nào mà họ tung tiền vào để mà họ ủng hộ một ứng cử viên đó, chỉ vì họ tin rằng cái đường lối của ứng cử viên đó nó không có làm hại hay là còn làm lợi cho họ nữa. Còn những cái ứng cử viên nào mà cái cung cách của mình đó mình làm có thể nói là phá hoại cái nền kinh tế hoặc phá hoại cái sự ổn định. Bây giờ tôi là một cái tay tỷ phú, tôi đang làm ăn, mà những cái người phá hoại cái sự ổn định của tôi thì dĩ nhiên là tôi phải chặn lại. Donald Trump đã làm những cái cuộc giảm thuế và khiến cho mấy ông tỷ phú, mấy ông hốt tiền nhiều lắm mà. Nhưng mà cái số tiền mà mấy ông có được qua những cái cuộc giảm thuế nó chả ăn thua gì với cái chính sách của Donald Trump hết đó. Thì bây giờ mình phải nói nè. Thứ nhất là cái cách mà Donald Trump gọi là vì bị ảnh hưởng của Putin đó, rồi phá vỡ tất cả những cái liên minh của mình ở trên thế giới đó, nó ảnh hưởng tới cái business bạc tỷ của mấy ông này. Và cái người mà hôm nay nói điều này, ngày mai nói điều nọ đó, nó nguy hiểm. Nó nguy hiểm ở cái chỗ là dưới con mắt của Donald Trump bây giờ và dưới những cái con mắt của những người cuồng Trump đó, cái nước Mỹ là nước Mỹ của Trump chứ không phải nước Mỹ của mọi người. Bây giờ nếu mà tôi là một ông tỷ phú mà tôi thấy rằng là hình như một cái con người và một cái gia đình mà họ muốn là họ làm tổng thống 8 năm xong là họ sửa luật để mà họ làm 12 năm. Cái đó nó nguy hiểm. Không có một cái nhà tư bản nào trên thế giới này muốn mình làm ăn ở trong một cái xứ sở độc tài hết đó. Thành ra những cái chuyện mà Donald Trump làm đó, mà put together, nghĩa là gom lại với nhau đó, nó nguy hiểm đến một cái mức độ mà bây giờ mấy tỷ phú nhào vô, ngay cả đảng Cộng Hòa họ cũng nhào vô để mà họ chống Trump. Bây giờ mình nói là ông tỷ phú Michael Bloomberg, trên cái con số mà ông có đó thì ông có vào khoảng 55 tỷ, có nghĩa là 55.000 triệu, mà ông bỏ ra 100 triệu thì cũng giống như một người trong túi mình đang có 55.000 đồng nè, mà mình bỏ ra 100 đồng vậy đó. 100 đồng nó rất là nhỏ, và nhất là ông đã có 55 tỷ, có nghĩa là 55.000 triệu đó, mỗi một năm nội cái tiền lời của ông đó nó vượt trên cái con số 100 triệu rất là xa. Cho nên cái chuyện mà ông tung ra 100 triệu về mặt con số mà nói không có nghĩa gì với cái tài sản của ông Bloomberg hết đó.
và cái ông tỷ phú Starbucks cũng vậy. Bây giờ không phải một mình hai ông tỷ phú này mà nhiều người đóng góp và ngay cả lòng dân đóng góp, cho nên hôm tháng 8 vừa rồi, hôm nay năm nay là mình đang ở trong tháng 9. Trong tháng 8 đó là ông Biden ông gây quỹ được là 364 triệu trong khi tổng thống Donald Trump 210 triệu. Mà tổng thống Donald Trump thì cái nguyên tắc của ông khi mà ông xài tiền tranh cử đó, người ta đã có những cái dữ kiện rõ ràng là trả vô trong hotel của ổng, trả vô trong những cái resort của ổng. Thành ra cái tiền để mà dùng thực sự mà tranh cử đó rất là nó không có đầy đủ như là những người khác. Người ta, tổng thống vẫn muốn bỏ túi riêng mà. Cho nên ngay bây giờ cái ban tranh cử của Donald Trump đang thiếu hụt tiền. Donald Trump cũng hứa là mình sẽ móc tiền túi, mình bỏ ra 100 triệu. Đang làm tổng thống, đang cầm quyền trong tay mà quyên tiền không đủ đến mức độ mà nói rằng là tôi sẽ móc tiền túi tôi ra 100 triệu. Nhưng mà từ miệng của Donald Trump, mà Donald Trump nói là bỏ tiền túi ra 100 triệu. Quý khán thính giả, ai muốn tin thì tin, lần đầu năm 2015 Donald Trump cũng nói là bỏ 100 triệu, không có bao giờ bỏ đó, toàn là lường gạt người ta để lấy tiền bỏ vào túi mình thôi. Thành ra cái đó là cái mà nó là cái dấu hiệu đang tranh đấu gọi là gây go ở Florida, mà cái số tiền tuôn vào Florida bây giờ để mà vận động những cái người lớn tuổi, những cái người mà người ta lo ngại là người ta sẽ mất cái Social Security, người ta lo ngại về cái coronavirus, người ta rồi những người lính mà họ lo ngại cái sự xem thường quân đội, cái thái độ khinh khỉnh của Donald Trump với quân đội. Những cái đó là những cái mà nó sẽ làm thay đổi ở Florida. Còn hồi nãy khi mà Hoàng Bách nói về cái chuyện mà tờ báo cái Scientific American ấy, thì chắc tới giờ phút này thì nhiều người trong chúng ta, trong quý khán thính giả mình cũng biết là cái tờ báo này 175 năm nay họ không có endorse ai hết á. Nhưng mà bây giờ họ phải endorse, họ phải ủng hộ ông Biden. Chỉ vì cái chuyện là họ so sánh hai người, một bên đó là cứ coi thường khoa học, đó không phải là chỉ cái chuyện coronavirus không, ngay cả cái chuyện mà khí hậu thay đổi, khi những cái biến đổi khí hậu toàn cầu, Donald Trump cũng coi như pha, nói chuyện đó là tự nhiên ngày hôm nay muốn dựng lên một cái dữ kiện nào về khoa học, đó là mình cứ phun ra, mình nói thôi à. Lấy cái thuốc khử trùng nó chích vào trong cái máu mình nó thì giết được cái con coronavirus. Nó ngu xuẩn đến như vậy mà Donald Trump vẫn tuyên bố, mà tuyên bố tỉnh bơ, tuyên bố lờ đi đó, thì cái đó nó lại hiển lộ ngày hôm qua nữa, là mới ngày hôm qua. Hôm nay anh em chúng ta thứ năm nói chuyện thì hôm qua ngày thứ tư Donald Trump lên, ông Robert Redford ông nói là cái mặt nạ thật sự nó cover đó, nó bảo vệ mình vững vàng lắm. Thì Donald Trump nói rằng là nó giống như nó bị confused, nó lẫn rồi. Rồi cái thứ hai nữa là nói về vaccine, thì tổng thống nói rằng là vaccine sẽ có vào cái ngày 13 tháng 10, trong khi tất cả những cái nhà khoa học họ rất là im tiếng. Và ngay cái ông Robert Redford này đó, ông nói rằng là mình nhanh lắm đi nữa đó thì cũng phải qua sớm của năm 2021 mới có vaccine. Nhưng mà ông Robert Redford ông nói rằng là nếu cái vaccine đó nó chỉ nó khi mà nó tác động lên người mình đó là cái hiệu quả nó đi tới 70%, có nghĩa là sẽ có một cái số người nào đó mình chích vaccine đi nữa mình cũng không có ngừa được. Thì ông mới nói rằng là nếu mà trong thành ra cái mặt nạ đó nó an toàn ở cái chỗ là nếu mà cái cơ thể của mình mà cái vaccine nó không có hiệu nghiệm đi nữa thì cái mặt nạ nó vẫn bảo vệ mình. Cho nên ổng nói rằng là cái mặt nạ đôi khi nó mình còn yên tâm hơn nữa mà. Chỉ như vậy thôi mà ông Donald Trump cũng đi ngược lại. Cho nên coi thường khoa học, coi thường những cái người mà làm khoa học như vậy. Thành ra bây giờ có những người đó khi mà người ta ủng hộ Donald Trump rồi đó thì Donald Trump nói cái gì cũng đúng đó. Bây giờ mà rất là nhiều người trong cộng đồng Việt Nam vẫn tin là Donald Trump đánh Trung Quốc giùm Việt Nam. Nghe cái lý luận đó mình có cần phải bằng tình cãi nữa không vậy? Quẩn rất, Donald Trump quẩn đến mức độ mà đánh Trung Cộng giúp Việt Nam.
Donald Trump sẽ tiêu diệt Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp dân Việt Nam. Quẩn, rất là quẩn mới suy nghĩ theo cái kiểu đó. Thành ra tôi không có muốn phê phán với cái loại suy nghĩ như vậy nữa, khỏi cần bàn cãi. Chỉ cái quay trở lại là cái chuyện ngày hôm nay đó, cái lá phiếu của chúng ta nó rất là quan trọng. Chúng ta đang gặp một cái anh chàng lãnh đạo mà 8 nóng 12, 2 lặn 5 trên 5 dưới như này, càng ngày càng nguy hiểm cho nước Mỹ. Mà bên cạnh đó thì có một cái tay nó cũng gọi là sắc máu như là Bill Barr, và nó sẽ phá vỡ cái nền nước Mỹ của chúng ta. Tôi vượt biên qua đây để mà tôi biết rằng cái bản hiến pháp này nó tốt đẹp, cho nên vào cái tháng 11 này đó, ngoài cái chuyện là dồn phiếu để thay đổi một cái vị tổng thống, tống Donald Trump ra khỏi tòa Bạch Ốc, ngay cả Thượng viện với Hạ viện, ngay bây giờ chúng ta đang chứng kiến một cái hiện tượng nó rất là kỳ quặc, là những cái tay Cộng hòa, bây giờ Cộng hòa mà chân chính là người ta đã còn là cái Đảng Cộng hòa, còn cái tay mà gọi là Đảng Trump đó, mấy tụi nó gọi là nó bán luôn cả cái con người, cái tư cách của tụi nó rồi. Cho nên khi mà chúng ta vào cái tháng 9, vào tháng 11 này đó, tôi vẫn kêu gọi là bầu cho dân chủ, cho Thượng viện, cho Hạ viện, là tại vì nếu mà vì có một cái chuyện gì đó mà lỡ Donald Trump vẫn còn bám được cái ghế tổng thống đó, thì cái Thượng viện và Hạ viện do dân chủ kiểm soát đó sẽ kềm chế cái ngu xuẩn và cái điên khùng của Donald Trump trở lại với họ. Dạ vâng, đó là quan điểm của luật sư Nguyễn Văn Duyên. Chúng tôi cũng xin đi thêm, luật sư Nguyễn Văn Duyên vừa trình bày tới nhắc tên của ông Robert Redfield. Ông Robert Redfield thì trước khi mà nhắc tên ông lên thì chúng tôi cũng xin thưa thế này. Tức là Tổng thống Trump gần tới ngày bầu cử, những cái vũ khí để tung ra đó, đó là vaccine. Vaccine mà có đó, thì ông hy vọng rằng sẽ cử tri sẽ tin tưởng và bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Cho nên bằng mọi giá ông làm áp lực. Thì chúng ta cái tuần trước thì chúng tôi và luật sư Nguyễn Hoàng Duyên có bàn tới, thì thưa quý vị là vaccine đó là tổng thống áp lực với CDC, là cái trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của ông Robert Redfield đó. Thì tổng thống nói là sẽ có Redfield, sẽ có vaccine, quý vị chuẩn bị đi, sẽ có chích một cách rất là rộng rãi trong quần chúng của chúng ta. Từ sẽ có vào ngày 13 tháng 10, nhưng mà sau đó thì ông nói là có thể là một hai tuần sau. Nhưng mà ngày hôm qua đó thì ông Robert Redfield có trình bày trước một ủy ban của Quốc hội, thì ông có nêu lên những vấn đề như thế này. Ông nói là Redfield có thể vaccine có thể có vào tháng 11 và tháng 12, nhưng mà nếu có đó, thì chỉ chích cho một số chuyên gia cần thiết ở trang đó để mà chữa bệnh, nó chưa phải là chích đại trà. Bởi vì ông nói là chích mà trong quần chúng, hầu hết quần chúng đó, thì có thể tới cái nửa năm 2021 như vậy, chứ không phải là bây giờ. Thì sau đó đó, Tổng thống Trump nói là ông đó nói sai rồi, ông đó là bị nó lụt. Nhưng mà tất cả những cái sự kiện này đó, thì ngày hôm qua đó, người ta có đặt câu hỏi với ông Robert Redfield. Đó là những cái dân biểu ở trong trong cuộc đó, họ đặt với, đó là ông Thượng nghị sĩ Rick Reed. Ông có đặt vấn đề là còn vấn đề khẩu trang thì sao? Có người cho rằng đeo khẩu trang sẽ ngừa bệnh rất là nhiều, nhưng mà Tổng thống Trump đó thì là không đeo khẩu trang và cũng không cổ vũ cho cái vấn đề khẩu trang. Thì ông này ông nói là tôi phát biểu với tính cách là hoàn toàn không trình bày trực tiếp tới lời của Tổng thống, nhưng mà chúng tôi có thể nói như thế này. Nếu mà quý vị đeo khẩu trang, tôi nói với tính cách là giám đốc của CDC, tức là cơ quan phòng dịch, nếu mà quý vị đeo khẩu trang thì quý vị có thể ngăn ngừa hơn cả cái vaccine. Đó là cái lời mà ông khuyến khích mọi người nên đeo khẩu trang, và khẩu trang là một điều cần thiết trong khi đó mình chưa có thuốc để mà chống ngừa. Và thì điều đó chứng tỏ là gì? Một chuyên gia chuyên về đó là CDC, là một người mà họ chuyên nghiệp, cho nên họ tuyên bố. Mà Tổng thống Trump sau đó nói ông này cũng nghĩa là lầm lẫn, ông này cũng ngây ngô thế này thế kia, cũng bị phê bình. Thì tất cả những cái sự kiện này đó thì làm cho các nhà khoa học và các trường đại học
cũng họ cũng quan tâm rất là nhiều về cái vấn đề là tại sao mình không tin vào khoa học. Bởi vì khoa học là một yếu tố, nó là nằm cốt trong cái vấn đề xây dựng một đất nước, để các nhà khoa học tiên đoán dữ kiện để Hoa Kỳ đưa ra những cái chiến lược cần thiết để mà có phản ứng trong tương lai đối với kẻ thù của mình, cũng là đối với khí hậu, đối với các dịch bệnh. Thì luật sư nghĩ sao? Để mà mình nói rằng cái cách mà Donald Trump coi thường khoa học đã là một rồi, cái coi thường cái sinh mệnh của người khác đó nó mới còn kinh hoàng hơn. Donald Trump ngay trên ống kính truyền hình nghĩa là truyền đi cho tất cả chúng ta xem đó, là ở mới đây nè, mới cách đây vài ngày ở bên Nevada, thứ nhất là một cái rally, một cái tập hợp ở trong phòng, trong nhà, cả ngàn người trong đó, mà ở dưới kia không ai đeo mặt nạ, dĩ nhiên một số, một vài người lẻ tẻ đeo mặt nạ thôi, đa số không đeo mặt nạ, không giữ khoảng cách, đứng sát nhau như vậy. Thì Donald Trump thì đứng trên sân khấu, khi mà được phỏng vấn, nó hỏi là tổng thống nghĩ sao là bây giờ cái chuyện mà lan truyền qua hơi thở đó, chính tổng thống cũng biết mà, là nó tổng thống đã nói với ông Bob Woodward đó, là lan truyền qua hơi thở nó nguy hiểm lắm, mà nó chết người nữa. Mà tổng thống gọi là tập hợp như vậy, tổng thống có quan ngại gì hay không, tổng thống có concern hay không đó, cái câu trả lời của Donald Trump là gì? Tôi đứng trên sân khấu, tôi xa bọn họ mà, tôi xa cái đám đó mà, cho nên tôi rất là an toàn, tôi không có concern gì hết á. Người ta hỏi là người ta hỏi chung cho tất cả thiên hạ, mà Donald Trump chỉ nghĩ tới có một mình Donald Trump thôi, có nghĩa là nếu mà tao sống đó là tụi bay ta trả thua vậy đó, sống chết mặc bay, mà tiền thầy thì cứ bỏ túi. Đó là cái khái niệm của Donald Trump. Quý khán thính giả nghĩ sao vậy? Tôi nhớ mà hồi đó mình hát cái câu hát mà nằm mơ mơ thấy thiên hạ tốt tươi, có nghĩa là mình mong cho là cả chung quanh của mình đều tươi đẹp. Đằng này Donald Trump không cần, chỉ cần Donald Trump này không có bị nhiễm, còn tụi bay ở dưới làm sao cũng được hết. Nó nói lên mà nó nói lên cái suy nghĩ của Donald Trump, tại vì Donald Trump đã suy nghĩ cái điều này từ hồi 3-4 tuổi, lớn lên mà được cưng chiều trong gia đình, mà ai muốn làm gì thì làm, miễn là Donald Trump này số 1 là được rồi. Cho nên đứng trước mặt mọi người mà nói rằng là ở dưới đó sao cũng được hết, tôi ở trên sân khấu tôi rất là cách xa họ, thành ra I am not concerned, tôi không có lo gì cả. Nói như thế mà vẫn còn tin rằng là Donald Trump quẩn để mà chống cộng cho Việt Nam, Donald Trump quẩn để mà chống Trung Quốc cho Việt Nam, thì dream on, cứ mơ một cái giấc mơ dài. Donald Trump là một con người rất là ích kỷ. Nước Mỹ này là nước Mỹ của Donald Trump, nước Mỹ của gia đình Trump, tiền phải đi vô các cơ sở, các công ty của Trump. Yes, đó là cái con người mà chúng ta sẽ chọn lựa vào cái tháng 11 này. Cho nên Hoàng Bách nói rất đúng. Mỗi một lần mà tôi lên show đó, tôi nói cái ý kiến, và ý kiến là ý kiến của cá nhân tôi, ý kiến nó rất là sắc, nó rất là mạnh và nó rất là dứt khoát. Tất cả tôi đứng về phía những người Cộng Hòa tống Trump, tôi đứng về phía những nhà khoa học tống Trump. Tất cả chúng ta sẽ phải tống Donald Trump ra khỏi cái tòa Bạch Ốc vào tháng 11 này. Trở lại với Hoàng Bách. Dạ vâng, hồi nãy luật sư có nêu lên cái vấn đề là có cái đại gia hay là có cái nhà tỷ phú mà hỗ trợ cho ông Joe Biden. Thì thường thường khi mà trong cái cuộc chiến hay là trong cái vấn đề mà tranh chấp với nhau, tổ chức này tổ chức kia, thì họ nhìn cái bên đối tượng của mình, họ qua đối tượng mình sau lưng đó là ai. Nếu mà tranh chấp trên quốc gia đó, thì họ nhìn bên đối tượng đó, sau lưng của một nước đó là có bàn tay của Trung Cộng, có bàn tay của Nga hay sao. Thì bây giờ đó, các ứng cử viên cũng vậy. Khi mà họ ra tranh cử đó, thì thường thường người dân, những người mà trí thức, những người có kiến thức hiểu biết đó, thì họ nhìn qua thử cái những cái sau lưng của cái ứng cử viên đó có sự hỗ trợ của các nhà tỷ phú hay không. Bởi vì sao? Các nhà tỷ phú, các nhà triệu phú rất là quan trọng. Bởi vì họ trong tương lai họ làm ăn, rồi họ có những cái kinh doanh, họ có những cái hướng nhìn về chiến lược của họ. Mình nghĩ rằng là họ cũng như mình thôi, nhưng mà các nhà này họ bỏ tiền ra, như ông Michael Bloomberg hay là ông Starbuck hay là một số các chuyên gia khác nữa, các cái nhà gọi là giàu có nữa, họ khi họ bỏ đó, họ có tính toán về việc kinh doanh cũng có, mà về lợi ích cho quốc gia dân tộc cũng có. Cho nên những người này họ tính toán rất là kỹ. Như vậy thì cái câu hỏi mà để nhờ luật sư gửi đến quý khán giả, tại sao các nhà tỷ phú này, các triệu phú này
họ lại chú trọng tới cái vấn đề hỗ trợ ông Joe Biden. Dĩ nhiên là bên Tổng thống Trump cũng có một số tỷ phú chứ không phải không, nhưng mà mình không biết. Thì bây giờ mình chỉ nói là cái nào mình biết thôi. Như ông Bloomberg là một người kinh doanh, ông có một cái hãng tin của Bloomberg News là coi như là toàn thế giới này về cái hãng tin gọi là về kinh tế của ông nổi tiếng trên thế giới này nữa. Như ông Starbuck không những là làm ăn ở Mỹ mà ở bên Nga cái trung cảm ông có trên 2.000 cửa tiệm ở đó hay là Âu Châu nữa. Thì tại sao để mà các quý khán giả chúng ta nhìn vào đó thì mình đánh giá, thì luật sư nghĩ sao về vấn đề này? Bất kỳ nói về khi đã nói cái yếu tố về con người thì thưa quý khán thính giả và thưa Hoàng Bách, một ông sư, một ông cha, một ông tỷ phú, một ông giáo sư, một ông luật sư luôn luôn nó có hai loại. Trong cái giới nào cũng có hai loại hết. Vậy thì bây giờ mình gom lại nè, cái giới tỷ phú cũng có hai loại. Có những cái giới tỷ phú mà khi họ có tiền đó, họ muốn làm giàu thêm, họ muốn rút rỉa xương máu, họ muốn làm tất cả những trò lưu manh để họ giàu hơn. Trong đó có Jeff Bezos của Amazon, trong đó có Donald Trump. Còn những đây là những tỷ phú nè, Bill Gates nè, Warren Buffett nè, bà vợ của ông Steve Jobs nè, rồi cái bà tỷ phú mà Disneyland đó. Chúng ta nên nhớ là đã có những tỷ phú mà cái năm ngoái đó, năm ngoái năm kia gì đó, 19 vị tỷ phú họ ký trên một cái lá thơ mà họ đưa họ đưa cái thỉnh nguyện lên cho Donald Trump. Họ nói là làm ơn, họ đưa cho, không phải là cho Donald Trump, cho tất cả những cái người mà làm chính trị đó, làm ơn đánh thuế chúng tôi nhiều hơn đi. Quý khán thính giả thấy không? Những cái tay mà họ có 50 tỷ theo cái kiểu như Bloomberg đó, mà đánh của ổng 1% là chúng ta có nghĩa là khoảng bao nhiêu tiền rồi. Vậy thì những cái người đó mà họ muốn rằng là chúng tôi muốn được đánh thuế nhiều hơn để chúng tôi lo cho dân là mình hiểu rồi. Rồi ngay cả bây giờ hỏi cái bà vợ của ông Steve Jobs đó, bà nói công khai, bà nói tiền của chồng tôi và tôi để lại đó, tới hết cái đời của tôi là xong, cái giàu có của tôi sẽ không có truyền đi qua bên thế hệ sau nữa. Thật sự cái giàu có của chúng tôi là để lo cho nước Mỹ. Bill Gates đóng tiền để mà làm những cái nghiên cứu cho nước Mỹ rất là nhiều. Đó là những cái loại cái dạng tỷ phú mà mình gọi là thiện. Trong đó có ông Starbucks, trong đó có ông Bloomberg. Người ta dùng đồng tiền của người ta cho một cái tốt, nó cũng giống như ông Nobel vậy đó. Trong cái thời của ông là tỷ phú, khi mà ông chết đó, ông nói là tài sản của tôi lập thành ra cái giải Nobel cho toàn thế giới. Trong khi đó chúng ta thấy có những cái loại tỷ phú như là Jeff Bezos không đóng một đồng thuế nào cho dân chúng, Donald Trump trốn thuế, giấu thuế, bán nước để kiếm thêm tiền, tiền quỹ tranh cử, tiền mà quỹ đăng quang của mình đó, tìm mọi cách để mà bỏ vô túi riêng của mình. Bây giờ những cái quyển sách ra như cái quyển sách của Melania and Me của cái bà Stephanie đó, bà Stephanie Wolf, thì bà nói rất là rõ là 107 triệu cái tiền mà gọi là đăng quang đó chạy đi sổ sách đi đâu không biết, cuối cùng bà trở thành con dê tế thần. Nói như thế để mà trả lời cái câu hỏi của Hoàng Bách là vì sao có những nhà tỷ phú làm như thế này, cũng có những nhà làm tỷ phú làm như thế khác. Vì sao có những người luật sư họ làm mà họ càng làm họ càng yêu nghề, và cũng có những cái người luật sư là đi gạt tiền của thiên hạ để mà mất bằng. Cái chuyện đó nó rõ ràng như vậy đó. Vì sao có những người luật sư bây giờ đang bảo vệ bản hiến pháp, vì sao có một thằng đốn mạc như là Bill Barr bây giờ muốn phá cái bản hiến pháp, muốn phá luật pháp của Mỹ đó, từng cái góc cạnh của nó. Luôn luôn cái gì nó cũng có mặt sáng mặt tối, luôn luôn cái nghề nghiệp nào. Vậy thì tỷ phú cũng như vậy mà thôi. Trở lại với Hoàng Bách, bây giờ thì còn ít phút còn lại thì muốn có câu hỏi về có lẽ lĩnh vực chuyên môn. Thưa luật sư, trong các bầu cử 2020 đó, người ta cho rằng rất là quan trọng đối với nước Mỹ và cả thế giới. Đây là cuộc bầu cử mà để chọn lựa một cái người lãnh đạo trong tương lai để mà hóa giải dân tộc. Bây giờ hiện tại chúng ta biết nước Mỹ đó bị phân hóa một cách rất là trầm trọng. Không, ngay trong cộng đồng của chúng ta thôi, cũng có bị phân hóa thôi. Ủng hộ Tổng thống Trump hay là không ủng hộ Tổng thống Trump là đã nặng nề rồi. Bởi vì thưa quý vị, đây là một cái xã hội dân chủ mà nước Mỹ đó có tam quyền phân lập, thêm một cái địa tứ quyền nữa, đó là cái vấn đề địa tứ quyền, tức là báo chí truyền thông. Thưa quý vị, là quý vị có quyền hỗ trợ một minh chủ của mình
một 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 đấng gọi là thiên sứ của mình, đó là cái quyền của quý vị. Và ngược lại, cái người khác cũng có cái quyền không đồng ý vì cái sự bị thiên sứ đó chẳng hạn, đó là cái quyền tự do của chúng ta. Khi mà một số người nó nói là tại sao là xúc phạm tới cái người thiên sứ của chúng tôi, từng môn phái của chúng tôi, nếu nói như vậy thì quý vị nói tại sao trong nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam cộng sản đó, hãy xúc phạm tới ông Hồ Chí Minh là họ bắt bỏ tù. Ở đây là một xã hội tự do, mỗi người đều có quyền đưa ra cái biểu hiện của mình, cái quan điểm của mình. Hơn nữa đó, là một vị tổng thống, một vị dân biểu đó, thì người dân đã bỏ phiếu, người dân có cái quyền phê phán về cái người đó là cái chuyện đương nhiên. Cho nên quý vị là gọi là nói ông này ông kia là lên nêu tên của cái đây không phải là nơi cấm kỵ, đây là xã hội tự do có quyền bày tỏ cái tư tưởng. Bây giờ để kết thúc cái chương trình đó, muốn có cái câu hỏi chót với luật sư, chúng tôi vừa nêu đó là cuộc bầu cử năm nay quan trọng, và chính vì đã quan trọng như vậy cho nên ông Joe Biden ông thấy là nó quá phức tạp. Bên ông Joe Biden, ông nói là có ít nhất một dàn luật sư và khoảng 600 người để mà chuẩn bị theo dõi các cái cuộc bầu cử này. Và người ta cũng nêu lên câu hỏi, nếu mà ông Joe Biden á, mà ông thắng á, thì cũng rất là trở ngại. Họ trở ngại thế này, tức là Tổng thống Trump sẽ không bằng giàu và có thể đưa ra những cái chuyện xung đột với nhau giữa các phe gọi là phe này và phe kia lên cực độ. Và cái điều đó người ta cũng tiên đoán là không có yên ổn, bởi vì dưới thời của Tổng thống Trump đó, muốn người người ta kỳ trước đó, mà luật sư có nói là nếu có phân hóa, nếu có chia rẽ đó, thì ông Tổng thống Trump có những cái thuận lợi. Bởi vì sao? Tạo ra chia rẽ để người Mỹ chán cái bê của Tổng thống Trump họ giữ lại. Còn nếu mà quá giải để mà đem lại quá giải mà để mà lại đem lại sự đoàn kết thì ông không có lý do để cái người mà Mỹ chán thượng đẳng đó họ ủng hộ cái bê ông gần 30 mấy 40% đó. Thì qua tất cả các cái sự kiện này, và nếu còn thì giờ thì luật sư thêm một điểm nữa là gần đây thì Tổng thống Trump nói là không những là ông làm việc mà tối đa trong hiến pháp là 8 năm, ông còn nói là có thể làm việc thêm 4 năm nữa, tức là 12 năm. Thì tại sao có những sự kiện đó mà nhiều người nghe lắc cắn như vậy, thì cái hiến pháp của Hoa Kỳ bộ bây giờ nó không còn tồn tại hay sao? Đã 8 năm rồi, ông nói là 4 năm đầu đó là ông Obama đã theo dõi ông trong cái thời kỳ ông dặn làm, cho nên ông có quyền làm 4 năm nữa. Thì để mà quý khán thính giả chúng ta có cơ hội thì xin mời luật sư nghe. Cái điểm thứ nhất, cái việc mà ông Biden ông chuẩn bị cái cuộc chiến đấu pháp lý đó, thì hồi nãy giờ khi mà Hoàng Bách trình bày nói là tổng thống nói rằng là phải qua 10 là có thể làm được quyền làm thêm 12 năm nữa, rồi có những cái chuyện mà xung đột pháp lý xảy ra. Chính vì vậy mà tại sao ông Joe Biden ông có một cái dàn luật sư kinh hoàng như vậy. Thì thưa quý khán thính giả, cái dàn luật sư của bên ban tranh cử của ông Biden bây giờ đó là được lãnh đạo bởi hai tay thủ lãnh, mà hai tay này từng là tổng thanh tra, tức là mình gọi là inspector general đó. Hai vị này là tổng thanh tra, cái hàm đó ngang khoảng mới là bộ trưởng đó. Thì hai vị tổng thanh tra trong quá khứ và một dàn những cái luật sư mà do những cái law firm dữ dằn của Mỹ mà, và họ sẽ chia ra từng nhóm để mà họ làm việc ở trên 50 tiểu bang. Để chi vậy? Bất kỳ trong có một cái chuyện gì mà pháp lý xảy ra từ đây cho tới cái ngày bầu cử là họ sẵn sàng, họ chiến đấu, họ sẽ đưa những cái lý đoán của họ ra tòa, và họ có thể họ đưa cái vấn đề đó ra tòa để mà nhanh chóng giải quyết cái vấn đề. Nhất là cái chuyện mà Donald Trump có thể chơi bẩn, lì, không nhận cái kết quả để rồi mà kéo dài. Thì đó là những cái chuyện mà vì sao người ta có một cái dàn luật sư kinh hoàng như vậy. Và đây là ông Bauer là một trong hai ông thủ lãnh đó. Ông nói là chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đảm bảo được một cái cuộc bầu cử nó thứ nhất nó minh bạch, nó công bằng và nó đáng tin cậy, cái kết quả đáng tin cậy vào tháng 11 này, và chúng tôi sẽ làm hết sức để mà bảo vệ cái công lý, bảo vệ cái hình thức bầu cử của nước Mỹ. Trong khi đó mình nghe Donald Trump là gì? Thứ nhất là phá hoại bưu điện, rồi chưa chi mà lên, chưa bầu cử mà lên nói là cái cuộc bầu cử tháng 11 này chỉ có Trump này thắng thì mới là thiệt thôi, chứ còn Trump này mà không thắng là cái cuộc bầu cử ma.
đó là cái lối nói chuyện của những cái thằng mà tôi nói là tráo bài ba lá ở dọc đường lúc mà tôi lớn lên ở cái chợ Cầu Ông Lãnh đó. Nên những cái tay tráo bài ba lá đó, nó luôn luôn là nó lừa như vậy, nó giật tiền người ta, hễ mà nó thua là nó giật tiền, nó đập vô mặt người ta. Đó là cái cung cách của Donald Trump, là của một cái thằng tráo bài ba lá. Cho nên vì mình đang đương đầu với một cái tay tráo bài ba lá, nhưng mà may quá mình có một cái hiến pháp, mình có một cái hệ thống luật pháp như vậy, thì cái dàn luật pháp này sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, để mình xem là cái lối mà đá bàn tráo bài ba lá, cái lối mà lưu manh cà chớn như cái kiểu cái thằng Bill Barr này với lại cái dàn luật sư này, ai sẽ thắng. Tôi luôn luôn tôi vẫn niềm tin là cái ánh sáng sẽ chiến thắng, ánh sáng sẽ đẩy lùi bóng tối. Còn cái chuyện hồi nãy Hoàng Bách nói rằng là người ta tin vào giáo chủ của người ta, cái đó mình tôn trọng. Chẳng hạn bây giờ mình hỏi ra đó, có một cái giáo phái ở bên Ấn Độ chẳng hạn, họ thờ con bò là con bò, đối với mình là con bò, nhưng mà đối với họ là thánh thiêng, cái đó mình tôn trọng. Chỉ có cái này là tôi không tôn trọng, là nếu mà tôi chỉ cái con bò đó mà tôi nói nó là con bò mà chỉ trích cá nhân tôi thì cái đó khỏi cần bàn cãi. Họ muốn chỉ trích họ chỉ trích, là tại vì cái quyền của mấy ông cứ xì sụp, mấy ông lại con bò vàng, cái chuyện đó là chuyện của mấy ông. Trở lại với lại Hoàng Bách, và tôi chỉ nói là trên những cái lần mà tôi phát biểu đó, tôi phát biểu về cái lề thói, về cái lý luận, về cái chính trị, tôi không có chỉ trích cá nhân. Còn người ta chỉ trích cá nhân như là Hoàng Bách nói lúc nãy đó, thì tôi cười kha 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 kha, nghe chửi không đủ, tôi ngủ không ngon. Trở lại với Hoàng Bách. Dạ vâng, qua sự trình bày của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, chúng tôi xin khép lại chương trình ở đây, và chúng một lần nữa chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Cảm ơn luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đã đóng góp trong chương trình này. Chúng tôi xin kính chào và xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại thật là bình an hạnh phúc. Xin kính chào. Mời luật sư. Chào.